Đây TS120 nè. Cũng sản xuất cũng ráp bên đô luôn nha. Đây số giờ là TS sản xuất bên đô hết nha. Nhân ma. Đây. Cũng bảo hành 1 năm luôn. Coi, mắc Indonesia. 12 ngựa, 120 12 ngựa, 2.400 đồng trên khúc. Với dòng phổ thông này nhớt châm từ 3 lít đến 2 lít 8 nè con. Dòng phổ thông này nhớt nó cũng trung bình 3 lít trở lại. Còn con không nên châm nhiều nha, châm nhiều nó sẽ nhất là sẽ nóng máy, thứ hai nó sẽ gắt hao dầu. Nó nóng máy nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc, tốc độ làm việc. Và con nó châm nó từ 3 lít trở lại đến 2 lít 8 thôi. Hay nó có hướng dẫn nè. Tép 120 trở lại á là 2 lít 8 3 lít tùy theo điều kiện. Nếu mới châm đầu tiên thì 3 lít, thứ hai là 8 vụ đó, tốt nhất con cứ đổ 38 3 lít đi. Nhớ đừng châm nhiều không con, cũng đừng châm ít nha. Tối thiểu là 8, nhiều nhất là 3 lít. Tại mà con châm ít thì lúc nó nghiêng về sao nó không đủ làm bơm này. Cứ châm đúng 3 lít cho em được rồi. Châm nhiều quá nó sẽ làm nóng máy với hao dầu nha. Nó không làm gì hết công sức được. Đó là ba mẫu thông dụng đó là 120, 150, 160 để sản xuất tên đô. Còn cái đời này phải ăn cái mà con lỡ hơi hết dầu mà con có bẻ nhẹ ở đây cái nè. Không có đè chừng 30 giây. Cho dầu nó qua là xong ha, không? Xả gió nè, eo nè, hay là gió nè. Hay là gió nè. Không, để 30 giây nào nhớ nó đầy dầu thôi. Nhưng mà tuyệt đối là con được đép dầu nha. Hết dầu ảnh hưởng nó bét cái kim phun lắm. Ba yếu tố quan trọng nhất nhớt vì dầu, thứ ba là nước. Còn đó yếu tố định bền của máy. Khá mỗi sáng mà con chạy rồi kiểm tra đó được, nếu quay xong thấy máy này lú lên màu xanh là được nha.